Video hôm nay tiếp tục học cúm bố tới nào các bạn ơi. Tiết mục này là một cái tiết mục vô cùng hấp dẫn. Thì mình phải học, học xong rồi mình mới thực hành. Chứ nói lý thuyết mà không thực hành thì cũng như không thôi. Và combo mình lựa chọn lần này theo như yêu cầu của một số bạn. Anh ơi, hãy sử dụng combo trái lớp đi săn multi đi. Ok các bạn luôn. Thì trái lớp mình có thể kết hợp được với rất là nhiều melee. Đầu tiên là Electric V2 nè, Long Trảo Thủ nè, God Human nè, Lek Lek nè, Karate Người Cá cũng được luôn. Nhưng mà mình chọn Electric cho nó dễ chơi. Thì sau khi mà ra và tra cái combo này xem có bạn YouTuber nào làm hay không, thì mình thấy một bạn YouTuber vô cùng nổi tiếng liên quan đến combo, đó chính là Ver99 đã làm về cái combo này. Thì mình cũng sẽ sử dụng cái combo này để đánh lại cũng như là tương thực lại cái combo này như thế nào cho các bạn nào chưa biết có thể biết được cái combo này đánh ra sao. Ok, bắt đầu bước vào chuyện luôn rồi các bạn ơi. Đầu tiên là về phần chỉ số thì bạn sẽ nâng cho mình là cận chiến, phòng thủ, track lock. Thì trái lót các bạn cũng có thể là farm 600 battery. Cho đỉnh cao mình farm được có 526 là mình ngáo ngơ rồi. Không farm nổi được các bạn. Nó không farm nổi thôi, vài bữa nó cũng full à. Cận chiến thì các bạn cũng có thể farm electric lên 600 cho mình. Phòng thủ chắc chắn là các bạn phải nâng rồi. Không nâng là thế nào cũng đập phù mỏ luôn đó. Bị người ta đập chứ không phải mình đập người ta phù mỏ nha. Rồi ok, đến với phần combo thì các bạn sẽ đi chung với tập cyborg cho mình nha. Quên cái vụ tập nữa. Tập cyborg để cho người ta né không có được á. Chủ yếu ta bật kiên sát cả né cái combo mình. Thì mình có thể sử dụng cái tập này để quá dễ gì các bạn, né tránh của người ta. Rồi bắt đầu. Đầu tiên là mình phải nhắm mục tiêu. Muốn săn mồi, mình là thợ săn, mình phải nhắm được con mồi. Không nhắm được con mồi mà thấy mồi dữ quá thì bắt đầu chạy nha. Rồi nhảy vô. Giờ mà thấy được mồi phía trước rồi, đang đứng đó, thì một là mình bật tập, mình nhảy vô. Nếu mà các bạn nào mà thấy mình canh được electric chuẩn thì cứ bật tập V3 nhảy vô chiêu sơi. Còn các bạn nào mà muốn bật sao cũng được, các bạn có thể nhảy sơi vào các bạn bật. Nhưng mà mình chọn phương pháp đầu tiên tại vì mình bật lên giày mình nhảy vô ha. Rồi các bạn lướt lên. Rồi các bạn sơi ha. Rồi mình sấy vậy nè. Rồi mình bắn nè. Rồi mình bê nè. Rồi mình kéo lại nè. Rồi mình giày. Tao cũng chưa chi gì con nó đi đứt rồi. Mình đề một khoát luôn là nó đi không còn cái gì hết. Chưa kịp xong combo nữa. Mới chỉ có 70% combo, còn 30% nữa. Thì mình sẽ tường thuật lại từ cái lúc mà mình bắn cái chiêu Z này để mình đẩy mục tiêu ra nha các bạn. Rồi mình tiếp tục những cái combo phía sau. Mình sẽ làm lại một khúc combo cuối cùng tính từ chiêu Z trúng mục tiêu. Mình vơi, rồi mình ít trident mình kéo lại, rồi mình ít trái lớp, rồi mình ít luôn electric. Vậy là mới chính thức là hết combo nha. Còn các bạn cũng có thể biến tấu bằng một cái cách đánh khác. Là mình vẫn Z vào nha, Z vào. Rồi kỳ này là mình không vơi mà mình kéo lại, rồi mình mới vơi. Và mình ít ít hai cái ít lớp. Rồi mình ít electric, vậy mới hết combo. Thì tùy các bạn biến tấu như thế nào thì combo nó ra đỉnh hay không cũng nhờ sự biến tấu của bạn và luyện tập đấy. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi thực hành. Lâu quá quay lại săn bounty ở bên C2, giờ qua đây săn cho nó mới máu. Ô dữ vậy sao, quất liền chứ. Ghê à, ghê rồi, ghê à. Chạy không lo chạy, cái bạn tàu gỗ bạn kia lướt dữ à. Định ăn của mình đâu có được. Thả tim, giờ tới bạn nè. Một bạn kia xong giờ tới bạn chứ sao. Từ từ từng người một. Bạn nào bạn nấy cũng ship hàng lên thớt thôi. Đây hốt bạn này. Rồi từ khi mà mình biết săn bounty mình thấy đánh rất là dễ luôn nha bạn. Lúc trước thấy mấy bạn này dí đánh mình chạy không, giờ là quất liền bập luôn chứ còn sợ gì nữa, giật liền. Rào ấn ra, ấn ra mình nó ấn ăn rồi nó nhíu này nè nè chết rồi nè. Trời ơi hên hem, hên chơi về kịp, không về kịp là bạn ấy cũng gươm rồi. Không sao, trước sau gì cũng đi thôi, chào cái thế giới này cũng chiếu à. Tà gâu, vậy mà chưa chết, lì. Cút trâu, cút bò hay gì mà lì dữ à. Nhưng cũng me me mình quất được rồi nè, em thích hồi nãy vỗ liền. Hụt nha, nhưng bắn tim thả nhẹ cái xong rồi. Màu mè chí các bạn, rồi dính trên đây luôn rồi. Dính trên đó giờ chỉ chờ hết trong trận rồi mình reset lại thôi. Kiếm được mấy bạn háo chiến rồi. Còn bạn kia le me làm gì? Ta cứ đục nè. Rồi chạy đâu rồi? Mình canh mình le me mình thả tới tim chung mi áo cái xong nè. Ừ thả tay dài đi, thả tay dài. Giờ tới bạn kia đóng băng gì vậy? Ủa mình thả trái tim cũng đóng băng luôn ghê vậy? Giờ mình thức tỉnh tộc mình chơi luôn nè. Xuống chứ, đâu có bay trên con chim đó được. Lướt rào nó cùi đầu cùi cổ này không lo nè. Bắn nhẹ cái là xong rồi. Cần gì phải kéo lại. Giờ có bạn này. Đã từng bạn một thôi. Đánh nhưng mà nhồi mình quá chịu không có nổi đâu. Đang. Trời. Bật tộc lên các bạn. Quá giải liền.
chỉ cần trúng sát thương là quá giải, đâu có đấm được nữa đâu. Đi đâu mà vội mà vàng này, còn miếng máu còn chạy thả liền. Xong nữa rồi, nữa không, tục, nữa hả? Nữa quốc à, cứ ai ra chịu đánh ba anh ba mình mê lắm. Quém hết, tụi hai bạn luôn. Thôi à, mình thấy là mình có được mười mấy ngàn, bộ tiền đây 10 ngàn. Bạn kia tầm 10 ngàn nữa là 20, ngon. Kèo gì mà thâm phức, nó mình bắn cái là nhíu nhíu, trời. Cối cây đam, người bạn đam nó lên, người nhìn đã không? Đợn liền, đợn cái đợn cảnh cáo thôi, chứ vô đây búa trong đầu à, bắn. Trời, lướt gì, này, cùi đầu, cùi cổ này rồi, sao lướt gì nữa? Sao, bạn kia định ra làm gì? Rồi, chạy làng luôn rồi. Quýnh chạy làng rồi, không ai chơi với mình, hết kỳ vậy. Ủa, mình có làm gì đâu trời, quýnh chạy hết rồi. Thôi các bạn ơi, giờ đi qua Shiba. Ở C2 hà hiếp mấy bạn này, đâu có được, qua Shiba bứa chơi. Nó lâu lâu phải đông vui vậy, có mấy anh tổ. Ê, anh báo, em thấy rồi nha anh báo. Anh còn miếng máu, anh định len giữa Phật tổ này. Trời, ba anh tổ tập trung nghe vui dữ à. Có bứa được anh nào không? Lùa chứ. Lùa được anh nào là lùa hết nè. Đâu có anh tổ đeo sung ha, tập người cá, lướt nè. Vỡ đầu đây nè, anh lướt. Tưởng đâu tập người cá là anh ngon, trâu bò à, anh cúc trâu cúc bò là anh ngon hả? Quýnh má nhìn không ra luôn nè anh. Rồi ứng ra nè, lướt này mình lướt cái nữa lẩm bao ti nè. Còn ai nữa không? Anh báo. À đây. Thấy rồi, trời ơi, 18 ngàn ngọt anh báo. Nữa không anh báo? Bật BB lên anh. Dám à. Quýnh cái đầu ghẻ chóc không ơ, bật BB lên. Đây, cuối cùng cũng có nhân vật bật BB lên chơi với mình. Vô nhào vô bà con ta cũng tới lô tô Sài Gòn trời ơi. Mang bắn cả trời cũng gì thức tỉnh. Thức tỉnh tộc nữa chứ đâu có kịp. Làm quá mà. Thức tỉnh tộc cũng kịp nữa à. Nói chi mình quýnh là riết đi ỉa đáy cũng không kịp nữa. Đâu thức tỉnh tộc kịp với mình. Bích mơm hả bà mập. Xài đá quỷ bà mập chứa liền chứ sao nữa. Trời gì vậy. Ủa sao bị khựng lần xíu lần sao. Rồi, thấy có đêm rồi nha. Hình, trời ơi, giờ thả tim giờ mới bắn nè. Trời ơi, mê bà mập hay sao vậy trời. Cái xài trái quỷ của bà mập cái không đánh nữa bạn. Thả tim, kéo đi tim ra luôn, không thả dứa liền. Đó, vậy mới được đó. Phải như vậy, mới được. Bay đi đâu vừa. Chạy đâu trời ơi. Người ta cởi chim mà giờ này còn ghép bô đó, cởi hồng hạt cái bay nè, chạy đâu nữa, chạy đó, cho chạy tha hồ, chạy đi. Tụi cái gì mà ai dí quýnh thì đầm rung chứ sao vậy, để mình quất bạn này xong cái. Hên là không gây đam nha, gây đam với mình xong rồi, trời ơi, ông nội hách, ông nội Pháp Sư Trung Hoa. Dí theo bứa cái con đệ tử của mình kìa. Pháp Sư Trung Hoa này, báo đời này. Hên, không sao. Hên là Pháp Sư Trung Hoa đã bị người ta tiêu diệt rồi, dí đánh chỉ trong vô vọng thôi. Dùa. làm gì nè nhìn hả, gió liền, không gió thì mình gió trước sau, thì nhân vật nó cũng gió mình thì mình làm trước đi đâu á. Vậy là có bao ti rồi, trời, cầm cặp sông kiếm ngon dữ à. Ôi gì chắc là hách các bạn ơi, thấy lướt dữ lắm gì chứ, sao đứng dưới gốc cây đó bạn, vô chiến đấu đi chứ, hốt liền. Trời, ông nội hách nữa. Đâu ra vậy ông trời, ông thần. Đúng không? Dí bứa theo đệ tử của mình, bứa xong đệ tử mình cái lướt đi coi trọng né kìa, né kìa. Dọ. Chạy lúc rồi dí bằng niềm tin và sức sống. Kiểu này chỉ có thể là hách và hách để dí thôi, chứ mình thì không thể nào mà có cái trình độ mà rượt theo được. Bó chai chấm cơm chấm VN. Mà nãy mình mới mở chat lên như là bạn đó bạn fan đúng không? Thấy anh trên nè. Gió thử là biết liền, mà nó không đánh lại biết rồi. Rồi đứng yên luôn rồi. Như khúc gỗ mục luôn. Bạn nào đây? Kiro FF12 rồi, cảm ơn bạn nhiều không? Tao cũng ra nữa. Cho em lên TV. Để rồi, dở rồi. Mình xin lộ phí luôn. Xin lộ phí lên TV. Khỏi luôn, bạn ấy tự động dâng hiến luôn rồi. Bạn fan nha các bạn. Cho mình vô ti nè. Rồi, cảm ơn bạn nhiều em. Rip xanh. Ghê gớm như cá mập, dữ dội. Sao vậy anh Tụ? Lướt dữ rồi anh. Em nghe mấy bạn fan của em đồn là trái này là khắc tinh của anh đó. Anh làm sao được, anh làm. Làm thử cho em coi thử, ông khắc tinh rồi xong rồi. Kiểu này chạy là chỉ có nước là thua.
chạy mà còn teo nhách lần nữa chứ. Để bự đi cho giảm sát thương rồi. Chạy đâu nữa, chạy bằng niềm tin, leo bằng sức sống à. Sao mà chống lại? Hãy chạy ra là bật tọc lên là gió liền. Chả biết ai, chả biết fan hay gì thì mình cứ ra tay trước đi. Trước khi người ta đập mình rồi mình thấy nó lắc lắc giật giật sau đó bạn ơi. Mạng mình không ổn rồi. Chắc đánh xong một hai mạng nữa mình nghỉ qua. Chứ lát thế nào cũng xách dép cho mấy bạn à. Thế nào mình cũng ẩm bò với mấy bạn à. Với cái mạng lắc như vậy, thế nào cũng chuối à. Dữ vậy sao, rôm luôn coi vậy. Trời ơi, chém kìa. Trời ơi, ảo nha. Lao đầu vào, gió trong ngõ liền. Ghê. Trời ơi, lôi mình lại còn bắn mình văng ra xa nữa. Trời ơi, lướt theo. Trời ơi, ghê hả? Bạn phải làm nhanh hơn vậy nữa thì nó mới chuẩn combo rào. Xong giờ tới mình nha. Mình chơi à, không thức tỉnh tập luôn, chơi với bạn luôn. Nó mình chơi như vậy mới đúng theo cái cách chơi. Thức tỉnh tộc là hèn lắm các bạn. Ngoại trừ người ta bu đông quá thì mình mới thức tỉnh tộc thôi. Hai bạn trở lên là mình phải thức tỉnh tộc. Để mình gió lại chứ, để mấy bạn ấy giọng trong ngõ mình sao. Nè, phát hiện bạn thứ hai mà còn miếng máu nè. Không sao, khỏi thức tỉnh tộc cũng được. Giờ mình chỉ cần chờ lôi gầm cái mình vô cái là mình ăn thôi. Giờ tới bạn nè. Giờ mình lứ bạn luôn đây nè. Lứ còn hơn dư lứ nữa đó. Thật không? Trời, đau nha. Trái chim Chumia, trái chim bé nhỏ, trời chém đã dữ vậy. Coi thử combo. Ê, ông nội kia đâu lại rồi ngon vậy. Còn có 4 ca rử á. Trời không? Thôi, thức tỉnh. Trời ơi, 73 đâu đây. Không để ý rồi xong rồi. Ổng bò hất tỉnh tập lên liền. Chạy. Đem lại chạy đúng không bạn? Rồi. Lè mè dí theo mình nè. Đây nè, dí. Ta nói chuối, ta nói cúng cơm đây nè. Dí. Ủa, trời ơi, bật tộc người cá trời ơi. Ôi ơi. Cái tộc người cá khốn nạn. Ôi, bắn cái chiều vết rồi ăn rồi, mà tại bắn đó bật tộc người cá lên, đau thiệt luôn. Ôi dồi, xui. Ủa gì nữa đây? Đứng mạng luôn rồi bạn ư, đứng ngay đơ luôn rồi. Con đứng đó nè. Trời ơi, cái server. Bởi như vậy, không phải là mình đánh không lại bạn đó mà tại server lắc. Thua là mình phải chuyển lý do, là các bạn phải lấp liếm là cái sự yếu kém của mình. Thì nói thật sự là thua các bạn. Chứ không có mạng lắc gì hết ha. Cứ thua lắc quá. Thua là thua. Thua là mình đã thua rồi. Kêu. Ít máu hay nhiều máu không quan trọng. Miễn là mình nằm xuống là mình đã thua bạn đó rồi. Tại bạn đó là người tiêu diệt mình. Rồi ok. Mạng nó cũng khá là lắc rồi các bạn ơi. Đây nè. Mình thả trái tim ra để trái tim vậy luôn à. Không thay đổi gì hết. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Coi như là mình cũng đạt được chỉ tiêu là 14.4. Đáng lý ra mình định săn lên 14.5, nhưng mà do mạng lắc quá giờ mình đi server là cúng cho mấy bạn khác nên là thôi á. Đây nè, nó cứ đứng vậy nè các bạn. Rồi đi vô mình đánh cái trong trận cái đứng vậy cái mình vừa mất bounty mấy bạn tiêu diệt mà vừa bị mất thoát server nữa chứ. Nguy hiểm nên thôi. Rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn nha.